vì anh ngại ngùng nên không dám nói. Mẹ em từng nói tuổi thanh xuân qua ta đâu kịp mộng hay mơ. Vậy tại sao cứ bắt em nơi đây cô đơn ngồi trong với chờ? Một điều em vẫn ước mơ lâu nay là được một lần bên anh, cùng đi hết tháng năm xuân xanh và được nghe anh nói rằng anh yêu em. Đến bao giờ mới chịu nói với em? 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 Thương và thương người ta mà không chịu nói gì đâu à. Và anh cần em còn hơn người ta cần đồng tiền đô la. Yêu thì nói đừng nghĩ nhiều thứ đôi khiến mình mâu già. Và em cứ tin vào anh vì anh không phải kẻ xấu xa. Anh đang hơi lo khi nói ra em sẽ từ chối. Lo từng dòng tin nhắn hàng ngày bộc thành ngôn ngữ của người lừa nói. Từ giặc lòng mỗi khi gặp em thì anh phải làm gì để kỳ diện? Đèn thì thấy không có mà cái khó toàn làm cho nguy hiểm. Lá như mới tỉnh giấc, người ấy nói thích em thì sao? Thì thôi. Đã sao anh lặng im? Hay tại vì anh ngại ngùng nên không dám nói? Mẹ em từng nói tuổi thanh xuân qua ta đâu kịp mộng hay mơ. Vậy tại sao cứ bắt em nơi đây